Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pháp Sư Luyện Rồng. Hồi nãy lướt ngang khu vực này mình thấy có gì lạ lạ. Trên nóc nhà mụ Medusa đang là chỗ cái rương kìa. Lần đầu mình thấy trường hợp như vậy luôn. Được, để mình lên mình nha. Giúp mụ Medusa dọn dẹp cái khu vực ở trên lầu nhà bà ha. Rồi, tóc biến lên. Ôi, thôi xong rồi, tóc biến xong đơ game rồi. Nó lên rồi. Á chà chà, căng nha. Đây là pháp sư hệ điện luôn. Chói là trước đi tính sao. Chói xong rồi mình sẽ chọi bông băng nha. Sao mà đỡ được. Rồi, kết thúc bằng phép giật điện thôi. Xong phin. Và có gì? Cho mình một cái Obsidian Zombie Head. Why? Triệu hồi những cái con vật kiểu như là zombie skeleton á thì sẽ có mạnh hơn 25% á. Cái này nó kiểu nó bổ trợ cho phép triệu hồi của mình á. Ủa, nói mới nhớ, hổm gà mình quên cái vụ gắn phép triệu hồi zombie nhờ. Lâu rồi mình chưa triệu hồi zombie á. Được, về nhà xíu gắn nhớ coi. Mình cứ quên hoài à. Nhớ rồi mình triệu hồi zombie các thứ. Có cái vật phẩm này thì zombie quýnh hơi bị đau luôn á. Rồi, giờ thì tiếp tục hành trình thôi. Bữa nay vẫn là hành trình đi tìm trứng rồng Ice á. Có vẻ hơi gian nan một xíu. Ui, cái này là công trình à. Ui, có cái đầu con xương trắng luôn nè. Mình cứ tưởng có rương luôn. Wow, có dấu rương luôn nha. Nhìn cứ tưởng một cái gò cát không ấy. Cái này, nó có cần gạt nữa. À, cần gạt là để mình mở đường xuống à. Ui, hay vậy. Ui, gọi đi ra cái gì. Ủa, dưới này có gì đâu. Chết rồi, bị bịp rồi. Gạt, cần gạt cái. Có mở gì thêm không? Hết rồi. Ủa. Lạ thiệt, bên đây thì sao. Bên đây thì có một cái rương. Có sách luôn nha, để coi sách gì nào. Sách Master. Lại nhân phẩm nữa. Thêm một quyển Advance luôn. Ngon, trong một cái rương mà có hai quyển sách là thấy ok rồi đó. Bên này có dấu cái gì không? Không có dấu gì hết. Hết rồi hả? Ở dưới này còn đường nữa nè. Uầy, tính ra cái gò cát này cũng được ấy. Hấp dẫn. Tự nhiên có thêm một sách Master là thấy được thật sự rồi. Vậy là mình đã có được 1, 2, 3 và 4 quyển sách rồi nha. Một xíu về là có sách để học rồi. Quá đã luôn. Rồi, đi tiếp thôi Water Fury. Tiếp tục cái chặng đường. Tiếp tục chặng đường đi tìm trứng rồng Ice thôi. Tính ra bữa nay là bữa thứ 5 hay thứ 6 gì rồi đó. Mình tìm trứng rồng Ice mà chưa gặp á. Không hiểu luôn. Không biết chừng. Thì ra trứng rồng ai ở bên này. Đây rồi. Lần này thì mình hết nhìn nhầm rồi. Đây thực sự là thổ rồng Ice. Vừa than luôn. Kìa, trứng rồng ai kìa. Ui, phải cẩn thận nha. Hiếm lắm mới gặp á, mà bây giờ lấy hộp cái trứng này là. Ui, Water Fury. Ủa, thì ra Water Fury miễn nhiễm với lửa à. Ôi, vậy thì hay quá, hú hồn chứ mém. Tưởng đâu là thành Water Fury nướng rồi chứ. Rồi, giờ mình sẽ tranh thủ lấy cái trứng rồng này nha. Phải cẩn thận mới được, không để mất trứng rồng này xuống dung nham đâu. Yes, chúng ta đã có được trứng rồng Ace rồi. Quá là đã luôn. Ui, rồng Ace tấn công. Chạy mới. Đi lẹ. Ui, rồng Ace đang chiến đấu để bảo vệ cái trứng kìa. Không ổn rồi. Phép thuật bay lượn của mình đâu. Bay đã. Ui, cái phép thuật nào bay vậy. Đây rồi, bay. Lẹ, không thôi rồng ấy. Ui trời. Ui rồng ấy nổi nóng lên quýnh mình với rồng Water Fury rồi. Hên là mình bay kịp á nha. Không là đi die rồi đó. Để mình lấy phép hồi phục ra. Mình hồi phục máu rồi cái đó. Nguy hiểm thiệt sự. Con đó đi ra chỗ khác nha.
này thì dám bước vô khu vực hồi máu của mình. Ngậm củ tỏi liền. Gầm ai hơi nóng nha. Người ta lấy cái trứng ha, mà làm gì căng dữ không biết nữa. Rồi giờ là mình mất thuốc cưỡi rồi. Water Fury ngẫm củ tỏi rồi. Mình sẽ chuyển sang Shadow Fury để mình cưỡi tạm một lúc ha. Đi tiếp đi tiếp. Chưa dừng lại được đâu. Nếu mà tính tới thời điểm hiện tại thì vẫn còn tầm... Ui! Rồng ấy qua tới đây luôn rồi. Chạy 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 em ơi. Chạy chạy chạy. Rồng ấy tìm tới nơi rồi. Rồng ấy đang tức giận vì mình lấy trứng rồng đi á. Wow. Người ta lỡ lấy thôi mà. Làm gì căng như vậy. Nè đây có rồng ấy nữa nè. Thôi né né ra nha. Bình tĩnh nha. Ê, vậy là tính ra chỗ này nó gần cái chỗ hôm qua mình khám phá luôn á. Hôm qua mình đi ngang kim tự tháp màu vàng này nè. Thì ra hôm qua mình không có rẽ qua hướng bên đó, thành tự ra mình không phát hiện à. Nếu không là hôm qua mình sở hữu luôn rồi. Trời ơi. Đúng là hôm qua đi không để ý, bữa nay quay trở lại phát hiện liền. Ý trời, ý trời. Ôi, hình như mình gặp lại cái băng hải tặc cá mập đầu búa rồi. Để mình kêu rồng mình tấn công vô đó trước. Cà khẽ liền. Có rồng là tận dụng liền. Ui, nhưng mà tấn công cũng không suy nhê quá ta. Được, vậy thì chúng ta áp sát thôi. Nhưng mà có... Rồi luôn, hiểu vấn đề luôn, mình bị mê hoặc thôi. Chết tiệt. Dám mê hoặc mình á. Cho thành nàng tiên cá nướng luôn. Dám mê hoặc mình. Giật điện nè. Chọi bông băng nè. Trói lại luôn. Mình sẽ trói lại, sau đó giật điện á. Này thì dám ha. Dám mê hoặc nữa không hả? Dám mê hoặc nữa không? Dám mê hoặc. Dám mê hoặc nè. Hở hở cái là mê hoặc người ta. Wow thiệt á. Rồi. Hả? Lại gặp thuyền trưởng cá mập. Trời. Thì ra nãy giờ tên thuyền trưởng cá mập lấy súng bắn mình à. À, tên này láo thế nhờ. Mình có nên bắt tên này về làm ô xin không các bạn? Hay là mình cho hắn ăn hành ta? Được, mình sẽ cho hắn ăn hành đi. Lần này mình sẽ cho biết như thế nào là phép thuật đặc nấm của mình. Mình mới học được cái quả phép thuật đặc nấm hơi bị xịn. Láo nháo đi. Ừ, ngon lắm. Đợi đó, ta sẽ cho ngươi ăn nấm. Ăn nấm của ta đi. Phép thuật đặc nấm. Ui ui, nó quýnh mình. Phép thuật đặc nấm này. Trời ơi, nó văng xuống nước một con rồi. Này thì láo nháo. Mấy con cá mập bây giờ nó sung với ta. Cầm kiếm đâu nhá. Căng nhá. Tên thuyền trưởng như nào? Muốn ăn nấm không? Nè, cho ăn nấm nè. Ý, ăn nấm đi, ăn nấm của ta đi. Giận lên trời luôn. Úi sao, úi trời. Giận mặt à. Thôi, kết thúc thôi. Không liên tha liên thiên nữa. Này thì thuyền trưởng cá mập. Sao mình cứ gặp cái băng hải tặc cá mập này hoài nhờ. Cứ gài gặp hoài luôn á. Không hiểu luôn. Ôi, có vẹt bị bắt cóc nữa nè. Ừ, hay là mình bắt vẹt vậy nhờ. Được á, mình sẽ bắt vẹt khổng lồ về. Bắt được không? Ui, bắt được rồi. Yes. Mình đã bắt được vẹt trong cái thuyền hải tặc này rồi. Hay quá, hay quá. Giải cứu vẹt thành công rồi. Thôi, chúng ta đi thôi. Giải cứu được một em vẹt là thấy khá là vui rồi ha. Về nhà mình sẽ thả ra ở trong nhà của mình á, để chơi với mấy em rồng của mình ha. Quá hợp lý luôn. Bữa nay ngoài có trứng rồng Ace thì chúng ta còn có thêm vẹt khổng lồ nữa ha. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cái gì? Đằng kia là rồng. Đây là lồ rồng mình lần đầu gặp luôn. Có vẻ ở dưới là tổ rồng rồi. Chưa, áp sát lại. Ôi, Shadow Fury ơi. Đây là rồng Gladius. Ui, nhìn cái tướng kìa. Cái quả dáng này với cái màu ấy cực kỳ đẹp luôn á. Wow. Đây chính là rồng Gladius á. Nhìn như một chiến binh vậy. Quá dữ luôn. Có cả trứng rồng nữa. Tiệt cú mèo. Hôm nay chúng ta có được 2 trứng rồng mới luôn rồi. Và có cơ hội chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của rồng Gladius á. Quá dữ luôn. Và rồng này thì rất là thân thiện. Mình lấy trứng rồng thì không hề tấn công mình. Chứ không phải như rồng ai hồi nãy dí mình quýnh tới cùng luôn mà. Uầy, được nha. Cảm ơn vì quả trứng nha. Trời. Hôm nay nhân phẩm cao rồi. Em được trứng rồng mới toanh không à. Thôi đi thôi em ơi.
cố lên, chúng ta phải cố gắng thôi. Vì là coi, nếu mà tính luôn em gồng Gladius này là mình còn thiếu đâu cỡ mấy trứng rồng nữa ta. Để mình tìm trong danh sách này thôi. Hình như mình còn rồng Red Dead nữa thì phải. Ừ đúng rồi, rồng Red Dead nữa. Ồ, ở đây còn có cái chỗ Immortal Onta nè. Well, được, được. Ghé luôn, hốt luôn, hốt luôn. Không bỏ được. Sách gì đây, sách gì đây? Ồ, lần này thì Abrente thôi, không sao. Cũng là sách mới. Ôi, tới liên khúc sách Abrente thôi. Ở dưới là tổ rồng. Chính xác rồi. Đây là tổ rồng của rồng. Ủa sao giống của Night Fury vậy? Đúng không? À không, đây là tổ rồng Skrill. À, rồng này cũng xịn lắm nè. Tỷ cũng mèo. Được vậy cả. Ủa cảm giác bữa nay mình cực kỳ hên trong việc tìm trứng rồng luôn ấy. Mình không nghĩ là mình lại tìm được nhiều trứng rồng mới như vậy. Kìa kìa, trước mặt mình đang là rồng Skrill ha. Ui, rồng Skrill hình như đang ngồi đầm tí qua la linh tinh với rồng măng ghét thì phải. Wow, nhưng mà rồng Skrill nếu mình nhìn kỹ cái bộ nhá của em á, nhìn ghê lắm, găng nanh chứ mà. Kìa kìa cái hàm kìa, nó đóng găng nanh luôn. Ui, cặp mắt kìa. Cặp mắt nhìn sát khí thực sự á. Nhưng mà đỡ cái là không có tấn công mình á, nên cũng đỡ. Wow, sao cảm giác lấy trứng rồng này dễ vậy ta? Nhìn rồng này có dễ không dữ, nhưng mà lấy trứng rồng này dễ quá, không có bị quýnh gì luôn á. Vậy cũng đỡ đi ha. An toàn, an toàn. Ok, nói cũng cảm chừng. Cảm ơn gì ha, cái quả trứng này ha. Trời ơi, rồng nhìn hung dữ nhưng mà lại rất khá là thân thiện luôn. Được. Ôi ôi, quỳ đây. Trời, con này quýnh cái gì? Thích quýnh không? Rồng Skrill không quýnh tôi thì thôi, mắc mớ gì quýnh tôi. Vô duyên. Đúng rồi. Ôi ôi, thôi, đừng, kệ nó em ơi. Nó mạnh hơn mình đấy. Chạy. Trời ơi, nó quýnh Shadow Fury của mình, còn có 3 trái tim kìa. Con này láo. Tấn công nó em. Con này láo. Mình ít máu nhưng mà mình vẫn phải chiến đấu để bảo vệ danh dự của mình. Con này láo. Ừ, ngươi đứng đó đi, ngươi đợi xíu. Tao quay xe lại cái là ngươi xác định liền. Con này láo, một hit. Tàn đợi ngươi rồi, tới công chuyện ngươi luôn. Cái nữa em ơi. Này thì láo, rồi đi vậy. Ủa vậy hướng nào tao nãy mà đi tưởng này qua. Vậy là đi tiếp đi. Bực thiệt. Mình đã không muốn kiểu như là gây hại cho bất kỳ con rồng nào rồi, mà nó cứ cà khịa mình thôi. Không thể chấp nhận được cái sự cà khịa của nó ha. Lúc đi thì mình cũng có mang theo những cái Leap Essence ở trong ba lô nè, nên thành thử ra sẵn tiện trên đường về có cái ngôi đền thì chúng ta sẽ ghé vào và chế tạo cái viên đá rừng luôn ha. Đây, những mảnh pha lê rừng, một cái viên lá sen và chúng ta đã sẽ tạo ra được viên đá rồi. Chuẩn bị về nhà và tặng cho Night Fury thôi. Em muốn không? Mà ôi không được rồi, cái này dành cho Night Fury rồi. Em sẽ là Life Fury của anh ha. Không hay đổi gì đâu. Thôi xuống đây nào. Người ta không cho cái gì giỏi hay gì vậy trời. Ok. Về nhà, công việc đầu tiên của mình đó chính là cho hai em rồng Fury của mình hồi phục lại ha. Tại nãy đi khám phá, mình vô tình làm cho mấy em bị thương quá trời rồi. Đầu tiên là Shadow Fury nè. Rồi tiếp theo là rồng ôi em nào Fury nữa ta. Hình như là Water Fury thì phải. Chưa, Water Fury ở trong này. Rồi, xong phen, hồi phục rồi nha. Rồi, nhét vô đây luôn, cho chắc cú. Xong, và bây giờ thì chúng ta sẽ có hai công việc nha. Đầu tiên là cho rồng Snowball ra ngoài. Và thứ hai là nâng cấp một em Forest Fury nữa. Trời ơi, hai công việc này mình cực kỳ thích luôn á. Rồi, giờ thì cho mấy em ra ngoài trước đi ha. Đầu tiên là rồng Night Fury đi, để mình nâng cấp chứ không gì hết á. Cái này thì sẽ nâng cấp viên đá Forest á, nên mình sẽ đặt là Forest Fury. Đấy. Và chuẩn bị thay đổi hình dạng nào em ơi. Búp. Ta-da. Chúng ta đã có được Forest Fury rồi.
Ui, cái đuôi là hình chiếc lá luôn nha. Đúng là rồng Fury rừng có khác. Cái đuôi hình chiếc lá luôn. Ui, cái em này với rồng Water Fury á, có cái họa tiết trên đầu giống nhau ha. Cái hoa văn á. Còn sừng thì không giống lắm. Hoa văn thì mình thấy giống á. Đâu rồi? Water Fury xuống đây cho anh ngắm cái coi. Ngồi yên nha. Này, nhìn kỹ này. Nè, sọc nè. Rồi, ẻm này cũng có sọc nữa. Móng vuốt thì sao? Móng vuốt thì màu đất ha. Nói chung thì cũng rất là đẹp. Mang vẻ đẹp của thiên nhiên cánh rừng đó. Kiểu vậy ha. Rồi, tiếp theo là rồng Snowball. Rồng này thì có được bên cái công trình Giáng sinh nè. Khá là khó khăn đó nha, mới có được. Nên mình sẽ cho em này ra luôn. Rồng là có đeo khăn hoàng cổ màu đỏ luôn nha. Dữ nha. Úi giời, đi đâu vậy? À, đi lại lượm hộp quà. Trời ơi, rồng kìa. Nhỏ nhắn đáng yêu ghê ha. Rồi, giờ thì công việc quan trọng nhất là cho mấy em này vô trong cái ọp trước. Kẹo bị mấy con khác nó quýnh là ha. Mệt mỏi đó. Cất vô ọp đi. Mười mốt mình muốn kiểu là hồi phục lại cũng dễ nữa. Đây, cất vô. Xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt up nốt những cái quả trứng mà mình tìm được trong ngày hôm nay thôi. Rất là nhiều trứng ấy. Đầu tiên là rồng Ace. Quả trứng rồng mà mình tìm kiếm rất là vất vả luôn nè. Cho vô. Rồng Skrill thì sao? Rồng Skrill cũng up bằng mấy up trứng rồng chạy bằng nhung nham. Còn rồng Gladius thì ấp bằng máy ấp trứng rồng chạy bằng nước ha. Vậy là bây giờ mình đã ấp một lúc 3 trứng rồng được luôn rồi. Về nhà là mình phải tự nhắc nhở là phải ép cái phép triệu hồi zombie vô liền. Không có quên đâu, giờ mình nhớ rồi. Đây, tận thế zombie ha. Ép vô gậy gậy nào vậy ta? Gậy này chưa ép được phép đó. Ok. Ê, hình như gậy. Gậy này có thể nâng cấp lên master rồi hả? Nâng cấp luôn. Trời ơi, quên mất. Đấy, vậy là có thể ép được phép tận thế zombie rồi. Ui giời ơi. Ép vô luôn nha. Đấy, mình sẽ tự thử triệu hồi ra coi. Nghe đồn là mạnh hơn 25% á. Rồi đứng ở trước nhà bảo vệ nhà tôi nghe. Vậy đi. Rồi, giờ thì mình sẽ ngồi mình học mấy cái phép mà mình tìm được trong ngày hôm nay thôi. Có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 quyển. 6 quyển sách phép mới luôn. Ôi, thiếu hết một chỗ rồi. Ok, mình test từ từ cũng được. Không sao hết. Rồi, đi ra ngoài và test thôi. Ôi, mình test trên zombie của mình luôn nha. Ủa cái gì? Ôi, mất rồi. Ôi, phép này là phép gì vậy? Phép gì mà cho mình nhìn trong bóng tối vậy? Ủa cái gì? Ôi. Cái phép cho mình đi xuống lòng đất rồi vậy? Oh my god. Ui, phép này. Phép này mà trong giang hồ người ta gọi là phép độn thổ đây. Cô này, phép thuật độn thổ. Ghê chưa. Mình độn thổ rồi nè. Nhưng mà phép thuật độn thổ này chỉ có thể dùng ở những nơi có cái block mềm mềm thôi, chẳng hạn như là đất cát đâu ha. Chứ ví dụ đá là độn thổ là ha. Gãy chân ấy không có độn thổ được đâu, như đá nè. Mình không độn thổ được. Lá thì hên xui ha. Lá thì được nè. Đấy, kiểu vậy. Được á nha, mới mốt mà người nhà quê quá dùng phép độn thổ này là hợp lý nè. Cho đỡ quê. Được, hợp lý. Rồi. Vậy cái gì đây? Ui, phép thuật gì ghê ấy. Ui, kiểu như cho mình khả năng nhìn xuyên tường luôn ấy. Phải không nhỉ? Nghe đồn là nhìn xuyên tường đúng không? À đúng rồi kìa. Tức là những con quái nào mà nó trong gần gần mình ha, là mình sẽ thấy cái chớm, cái chấm màu vàng vàng nè, là biết được có quái xung quanh mình. Ồ, cái này vô công trình hợp lý nè. Mình dùng phép này là mình có thể biết được hướng nào có quái rồi mình né ra. Cũng hay. Hợp lý đó. Rồi. Ôi, nó rơi ra sách phép luôn à. Rơi ra sách gì vậy? Ôi, sách Matrix thì thôi bỏ đi. Con này ra chỗ khác nha, chỗ người ta đang test phép nha. Rồi, tiếp tục. Phép gì mà phép gì mà tạo ra lốc xoáy tuyết kìa vậy? Ui, phép này là phép tạo ra
block tuyết. Mình có thể tạo ra block tuyết để giống như là leo trèo các thứ ha. Ui, phép cuối cùng là gì ơi? Ui, ui, cái phép cuối cùng. Đây là phép master có tên là ánh mắt của sấm sét. Ui, mình sẽ tạo ra sấm sét ở dưới chân mình này. Rồi sao nữa? Có công dụng gì nữa không? Hình như cái này nó ngày càng bự thì phải. Ừ đúng rồi, nó sẽ giật điện. Wow. Mình sẽ dùng thử coi có giật điện hơn zombie chưa. À lâu lâu nó sẽ bắn ra tia sét kìa. Ui. Nhưng mà nó tốn mana cực nha. Cái này tốn mana lắm luôn á. Bữa nay có quá trời rồng luôn, không biết đồ ăn nào chịu cho nổi nữa. Mình còn có một ít đồ ăn à. Mà trong khi có hai em rồng mới cho ra nè. Rồi chuẩn bị thêm ba em rồng nữa là năm em rồng. Thắng thằng ơi. Chiến này mình nghèo luôn rồi, hết đồ ăn thiệt luôn. Mà thôi kệ đi, gán đi. Cất công rồi ấp mấy ẻm rồi, phải cho ăn chứ, đúng không? Nhưng mà giờ thì chắc không cho ăn được nhiều, cho ăn chút chút thôi. Đầu tiên là rồng Ace ha. Rồng Ace là em rồng mình tìm rất là cực nè. Nên mình sẽ cho ra đầu tiên để ngắm em trước. Ace. Úi giời, coi mặt kháo khỉnh chưa kìa. Rồi, ở đây đợi anh xíu nha. Rồi, tiếp theo là tới rồng Gladius đi. Rồng này thì mình thấy rất là ngầu luôn. Cái mình vừa gặp em này là mình bị ấn tượng với vẻ ngầu của em ấy đấy. Này. Có kìa. Như một chiến binh ấy. Quá dữ luôn. Được lắm, được lắm. Và cuối cùng là rồng Skrill. Nghe đồn đây là đối thủ nặng ký của rồng Night Fury á. Nhưng mà không biết có phải vậy không. Ra đi em. Ôi, coi kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Ui, em này di chuyển vừa cánh vừa chân luôn. Wow. Nè nè, để mình kêu em lại đây cho các bạn coi. Em đi là vừa cánh vừa chân luôn á. Đây, 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 đây. Vừa cánh vừa chân di chuyển luôn á. Wow, được, được. Rồi, giờ thì cho mấy em này vô trong hộp để đưa vào cái nơi cất giữ thôi. Cho chắc ha. Ừ hé, nãy giờ lo cho rồng ra rồi quên mất mình còn em vẹt khổng lồ mà. Đây, đây là em vẹt mình bắt được từ cái con tàu hải tặc ha. Trời ơi, bự thật á. Vẹt bình thường bằng chắc tới đứng tới cánh em này thôi. Em vẹt này kiểu tập gym hay sao nè, to con quá à. Vẹt tập gym. Không biết em này ăn gì để hồi phục máu lên ha. Thôi tạm thời thì thả em này ở trong nhà đi. Nhà mình cũng khá là rộng để em có thể bay lượn thoải mái. Chứ mình không dám thả ra ngoài đâu. Thả ra ngoài lớn ngớ cái con rồng khổng lồ bên kia nó đói bụng á. Nó vụt một phát là xong luôn. Vô bụng của con rồng nó luôn là không được. Nguy hiểm lắm. Đó đó, nói cái nó nhìn mình nó trợn trắng mắt kìa. Nhìn cái gì? À, thì ra mày chọn cái chết. Nhưng mà ít ra thì bữa nay mình cũng phải có kiểu như là kiểu như rồng mới để cưỡi đi khám phá nhờ. Vậy thì chắc mình sẽ cho một trong năm em mình tìm được trong ngày hôm nay lớn lên ha. Để coi nào, rồng Ace đi. Mình sẽ chọn rồng Ace. Tại vì sắp tới rồng Ace còn có một cái nhiệm vụ nữa. Đó chính là cho mình cái DNA á. Nên mình cần phải cho rồng Ace lớn lớn mau một xíu ha. Rồi, mình sẽ cho rồng Ace ăn trước luôn. Hơi được ưu tiên đó nha rồng Ace. Nên mau lớn rồi cho anh nhờ nha. Và riêng rồng Ace thì chắc mình sẽ cho lên cỡ cấp 50 trước luôn. Đủ không ta? À đủ. Rồi 50, đấy, tầm này là cưỡi là hơi bị đã rồi. Với lại máu cũng tương đối nhiều để mình tự tin đi hơn á. Chứ ít máu thì dễ bị ăn hiếp lắm. Rồi, và những em rồng khác thì như là rồng coi, rồng rừng nè, Fury rừng, rồng Snowball, rồng Gladius với rồng Skrill á. Thì mình sẽ cho ăn sao ha. Ăn chung một đợt để có thể lớn cùng luôn. Vì bây giờ mình cũng gần hết thức ăn rồi. Chà, mấy con zombie bị mấy cái cây này ăn hiếp hả? Mình sẽ đòi lại công bằng cho zombie nha. Đây, mình sẽ kêu ai giúp mấy con zombie đòi lại công lý ha. Tỉnh dậy đi, mấy cái cây ăn thịt người. Dám ăn hiếp zombie hả? Này, thì ăn hiếp zombie nè. Xử lời yên, trời. Nay mình với gồng ai ra tay giúp đỡ mấy con zombie ăn hiếp luôn nhá. Ở đây vẫn còn nữa nè. Ôi sao đây giờ nhiều quái ta. Ủa với cả có rồng ai bên đây không à. Ừ đừng nói gần nhà mình có cái tổ rồng ai mà không rài mình không biết nha.
Ờ không phải. Ok vậy thì đỡ cay. Tại vì mình tìm rất là lâu rồi không có rồng ai á, mà bây giờ phát hiện ra gần nhà có cái trứng chắc á, tức chết luôn á. Không đồ à. A few moments later. Nay mình với rồng có dịp gặp boss thì cùng nhau hợp sức chiến đấu luôn. Ui. Ui, ở đây còn có zombie nữa. Nghe ra đi. Hồi nãy giải cứu cho giờ còn định quay lại quýnh tôi hay gì? Đây là cái con boss tên là Tentacler. Tentacler ấy. Nó không biết chạy rồi tàn đời ngươi rồi. Tàn đời ngươi rồi. Quậy đi em. Ui, ui nhưng mà con này nó có siêu hồi phục. Tấn công lẹ em ơi, nó hồi phục lại. Cố lên Ace. Rồi không ổn rồi, tình hình là nó rất là trâu luôn. Nó có siêu hồi phục à. Mình sẽ giật điện đó. Hồi phục đi. Giật điện vậy sao mà hồi phục. Chết đi, con Giant tắt. Tắt cơ lé. Nó còn cho mình một cái Remodial Pier. Nó cho mình mỗi cái này thôi à. Ui, xin thế nhờ. Được, hợp lý, hợp lý. Tội nghiệp rồng ai cái tấn công cả buổi trời. Nó hồi phục hết trơn luôn. Ui, tính ra con đó nó cũng mạnh ấy. Nó mạnh về khả năng hồi phục ấy. Bây giờ mục tiêu của mình kiểu như là chỉ còn trứng rồng Red Dead nữa thôi. Là hoàn thiện cái bộ sưu tập rồng trong thế giới pháp sư luyện rồng của mình rồi. Hình thử ra mình đang ra sức để đi tìm trứng rồng cuối cùng đó nè. Nhưng mà có vẻ trứng rồng Red Dead khá là khó tìm ha. Mình tìm không rài nhưng mà vẫn chưa có tìm ra được á. À không, nó chính xác hơn là tìm từ đầu tới giờ luôn. Mình đi biết bao nhiêu vùng đất rồi. Trong lúc mình tìm rồng Ice cũng tìm rất là nhiều nơi á chứ. Nhưng mà vẫn chưa tìm được trứng rồng Red Dead đó nha. Không biết nó nằm ở đâu nữa. Ừ và sẵn tiện ở đây nó có chỗ đánh boss cho mình nè. Vô luôn. Đánh boss tiếp. Ồ, lần này là boss mặc giáp sắt à. Cầm búa à. Căng đấy, cũng căng đấy. Để coi coi. Bây giờ một mình ngươi cầm cái búa thì có cần nổi nguyên cái em đàn vệ sĩ của tôi không? Mấy em, xử nó. Xử nó, đúng rồi. Rồi, tưởng thế nào. Ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh. Đợi thanh niên này bị vả thôi. Coi kìa đệ tử mình kìa chạy chơi. Quýnh nha. Sắp mặt là có thiệt. Úi sợ, úi sợ, úi sợ. Không đụng vô một cọng lông của mình nữa. Sao mới? Đẩy sức mạnh của việc có đàn em. Úi trời. Úi. Trời ơi, đánh xong đàn em của mình bị thả từ trên trời rớt xuống đây. Ngủm hết rồi. Ghê vậy. Và cái rương này nó sẽ cho mình một cái Parent Charm. Cái này thì sẽ loại bỏ cái hiệu ứng độc quy đời nè. Wow. Tốt vậy ta. Được rồi nha, hợp lý, giữ cái bùa này liền. Không biết dưới này còn có đồ gì không ta. Để mình xuống mình coi thử ha. Có lợt. Ui, chuyện gì vậy, sao nổ đụng ơi. Chưa kịp làm gì luôn mà nó nổ cái đụng luôn. Trời đất ơi. Nguy hiểm vậy. Có rương nữa nè. Có sách. Sách này là sách gì? Đọc sách để biết thêm kiến thức nào. Ôi sách này có vẻ không dành cho mình rồi. Rồi còn đường không vậy? À hình như hết đường rồi đó. Và như vậy sau chuyến khám phá ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm tới một là rồng Gladius nè, hai là rồng Ace. Nhưng mà rồng Ace hồi nãy trong chuyến khám phá bị con quái vật kia nó bán hành cho ngất xỉu rồi nên mình không thể triệu hồi ra được. Thứ ba là rồng ủa còn rồng nào nữa không ta? À rồng Forest Fury. Đây là rồng được mình nâng cấp lên nè. Rất là tuyệt vời ha. Và cuối cùng là rồng Snowball cũng đã được mình up xong luôn rồi. Nhưng mà tiếc thay là mấy em rồng này mình chưa có điều kiện để cho lớn hết á. Nên trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng farm thật là nhiều thịt bò để nuôi lớn hết mấy em rồng này ha. Và cùng mấy em đi tìm trứng rồng cuối cùng. Đó chính là trứng rồng Red Dead để hoàn thành cái bộ sưu tập rồng của mình trong thế giới pháp sư luyện rồng. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.